Và thực hành trải nghiệm nhé. Tí các bạn nào xung phong lên thì hàng Việt Nam. Các em chú ý nhá. Các em chú ý. Các em chú ý nhá. Chú ý này. Tiếp xúc đường sau nhá. Đấy, tiếp xúc mình. Một là cái tăng nó không đủ đảm bảo độ kín, nên là mình mới bao phủ hết cái khung cửa van được. Còn cái bước thứ hai ấy, nếu mà chúng ta không có cái tăng thì chúng ta phải nhanh chóng di chuyển để mà chúng ta có thể phá cái tăng ra được. Nhanh chóng là di chuyển nhá. Hướng này di chuyển để khóa cái van ra mà. Đấy, rất là đơn giản đúng không ạ? Và trong trường hợp mà có cái bình chữa cháy chúng ta xử lý như thế nào? Đấy thì anh Tâm. Alo, nhanh chóng di chuyển giúp cho người tắt bình hoa. Các em thấy chưa? Ai xung phong kìa, nhìn lên. Xung phong ưu tiên kìa nhá. Lên đi, lên đi. Lên đi. Lên đi. Lên đi à? Giờ lên sớm thì lên đi. Chần chừ cái gì? Alo. Hãy xuống phòng nào, lên đi. Lên đi, cái ngày xấu hổ gì kia. Chủ đề
đồng hồ nhá. Lên đi em ơi. Lên đi. Lên đi. Lên tiếp đi, cứ lên đi, mạnh dạn lên, có gì đâu mà. Dạn lên có cái gì đâu mà. Chưa? Mời em ở phía dưới ngồi xuống rồi. Em mang cái này ngồi xuống đi.